Như vậy là thầy vừa hướng dẫn chúng ta nhưng mà nó bị lỗi, cho nên thầy lại phải quay lại từ đầu rồi. Ở đây là thầy nhắc lại bài toán này. Cho tam giác ABC biết điểm A tọa độ là 14, điểm B tọa độ là 3,1, điểm C là 6,2. Yêu cầu câu A lập phương trình tổng quát của các cạnh của tam giác ABC. Câu B là lập phương trình tổng quát đường cao AH. Câu C là lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và chỉ rõ tâm và bán kính. Đấy, các bạn nhớ nhá. Thế thì ở đây thầy đã hướng dẫn rồi, nhưng mà vì là máy nó bị lỗi thầy lại phải hướng dẫn lại rồi. Chúng ta thấy này, ba cạnh của tam giác thì nhớ là có ba AB này, BC này và CA, đúng không? Và chúng ta nhớ cho thầy là phương trình tổng quát. Phương trình tổng quát thì cần điểm đi qua và cần vector pháp tuyến. Vector pháp tuyến là vector có dạng vuông góc đấy. Đấy. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy này, vì ba điểm A, điểm B, điểm C này đã biết, thầy đã vẽ phác họa cái tam giác thôi, không chính xác tọa độ đâu nhá, ta vẽ phác họa thôi. Điểm A, điểm B, điểm C đã biết rồi, thì ta thấy ngay, đầu tiên chúng ta sẽ lập phương trình đường thẳng AB trước nhá. AB này, nhìn thấy chưa? AB thì đi qua A hoặc đi qua B, thầy chỉ cần chọn một điểm thôi, điểm nào cũng được. Thầy chọn điểm đi qua A nhá, đây AB thì đi qua A đây, có tọa độ 1,4 này, đấy. Và có vector chỉ phương đây, ta thấy ngay điểm A biết, điểm B biết, thì thầy tính được vector AB, thì tức là vector AB này là có giá là trùng luôn với cái đường thẳng AB này, do đó AB này chính là chỉ phương. Vậy thì đây là AB, đây AB thì lấy B trừ đi A thì tại sao nó ra được 2 âm 5, đây 3 trừ đi 1 thì bằng 2, trừ 1 trừ đi 4 thì bằng gì, trừ 5. Đấy, vậy thì đây là ta có AB là đi qua điểm A và có vector chỉ phương rồi. Tuy nhiên phương trình chúng ta cần lập là phương trình tổng quát nhé. Phương trình tổng quát thì lại cần vector gì? Vector pháp tuyến. Vậy thì ta phải chuyển vector chỉ phương này thành một vector pháp tuyến. Vậy ta phải thêm một bước thứ hai. Đây, ta suy ra AB sẽ đi qua điểm A tọa độ là 1,4 và có vector pháp tuyến. Bây giờ đây này, chỉ phương là 2 âm 5 thì phải đảo lại thành gì? 5,2. Tức là các bạn nhớ công thức không? AB là vector chỉ phương có tọa độ là AB nhé. Thì vector pháp tuyến phải là trừ BA, tức là đầu tiên là đổi hai chỗ, đổi chỗ hai tọa độ này, sau đó là đổi dấu ở một chỗ thôi, đúng không? Ở đây là 5,2. Và đến đây là chúng ta chỉ việc lắp ráp công thức thôi. Đây, phương trình tổng quát của đường thẳng AB sẽ là 5 là hoành độ điểm đi qua nhân với x trừ đi 5 là, thầy xin lỗi, 5 là hoành độ vector pháp tuyến này là đây này, nhân với x trừ đi điểm đi hoành độ điểm đi qua là 1 này, cộng với 2 là tung độ vector pháp tuyến này, cộng với nhân với y trừ đi tung độ điểm đi qua là trừ 4 này bằng 0. Và đây đến đây chúng ta rút gọn này, 5 nhân x thì bằng 5x này, 2 nhân y thì cộng 2y này, đây là 5 nhân -1 bằng -5 này, 2 nhân -4 bằng -8, -5 -8 thì thành -13. Đấy, vậy thì đây chính là phương trình, thầy đóng khung lại kết quả, đây là phương trình đường thẳng AB nhá. Đấy. Và tương tự như vậy các bạn tính cho thầy BC. Ở đây thầy ghi là BC thì đi qua B tọa độ là 3,1 này, và vector chỉ phương là gì? BC. Đấy, đây này, BC thì đi qua B này, và vector chỉ phương là BC. BC thì nhớ là lấy C trừ B, đây. 6 trừ đi 4 à 6 trừ đi 3 là còn 3. 2 trừ đi trừ 1 là còn gì? Cũng là bằng 3. Đấy. Thì các bạn tiếp tục nhá. Các bạn thêm một bước nữa cho thầy là BC phải đi qua B này và chuyển vector chỉ phương này thành vector pháp tuyến và làm tương tự như ở đây nhá. Đấy, thì đây là thầy để ba chấm này. Và đường thẳng AC cũng thế. Thứ dấu cộng tiếp theo đó là AC thì các bạn chọn đi đâu? Qua gì đấy? Qua A tọa độ là 1,4 đúng không? AC đương nhiên là qua A rồi, hoặc qua C đều được. Đấy, và vector chỉ phương ở đây sẽ phải là chính là vector AC luôn. Vector AC. Tương tự mà, AC ta lấy C trừ A tức là 6 trừ đi 1 này bằng 5 này, 2 trừ đi 4 là bằng -2 đấy, bằng 5 - 2 đây là -2 nhá. Đấy, vân vân. Các bạn làm thêm một bước nữa là đi qua A và có vector pháp tuyến, sau đó là làm rút gọn ra cho thầy nhá. Bây giờ thầy nói câu B nhanh này. Câu B. Câu B các bạn thấy không? Lập phương trình tổng quát của đường cao AH. Thế thì đường cao AH thì chúng ta cứ vẽ ra đây, đây. Vẽ hình nhá. Đây AH này. Chúng ta nhìn thấy chưa? Thế thì chúng ta nhìn thấy AH, MH thì chưa biết, điểm A thì biết rồi, đấy, điểm A biết rồi. Vậy thì ta lấy luôn AH thì đi qua A, đúng không? AH thì đi qua A. Nhưng chúng ta lại thấy chỗ này vuông góc, tức là BC vuông góc với AH, tức là vector BC cũng sẽ vuông góc với AH. B
Vậy thì BC này có hướng vuông góc, vậy thì BC chính là vector pháp tuyến. Vậy ta có ngay vector pháp tuyến đúng không? Đấy, ta nói ngay nhá, đường cao thì viết tắt này, đường cao AH thì có phải là đi qua A không? Chắc chắn phải đi qua A, tọa độ là 1,4 rồi. Đấy. Và lại có nhận gì? Nhận vector pháp tuyến thì viết tắt này, vector pháp tuyến. Đấy, chính là BC luôn. BC bằng mấy? Đấy, vừa tính rồi, thằng này trừ thằng này là bằng 3 này, thằng này trừ thằng này cũng bằng 3, vậy 33. Các bạn lưu ý nhé, vector pháp tuyến là 33 thì cũng có thể chọn tọa độ là 11. Đấy. Tại vì n là vector pháp tuyến thì kn cũng là pháp tuyến, thầy chọn là 11 cũng được. Nhưng ở đây là để tránh cái lập luận dài dòng thì thôi, thầy cứ để nguyên số to sau rút gọn cũng được nhé. Đấy. Và từ đây suy ra ngay phương trình tổng quát của gì? AH sẽ là, tại sao viết luôn được phương trình tổng quát? Bởi vì đây chính là vector pháp tuyến rồi nhá. Thế còn đối với cái trường hợp này này, ví dụ trường hợp này chẳng hạn, mới viết vector chỉ phương thôi, phải chuyển đổi một lần nữa đúng không? Thôi bây giờ thầy viết này, cái này là hoành độ vector là bằng 3 này nhân với x trừ điểm liên quan là trừ 1 này cộng với 3 này nhân với y trừ 4 này. Đó. Bằng gì? Bằng 0 này. Và thầy cái này sẽ tương đương này, nắp vào công thức thôi đúng không? Cái này là 3x này cộng 3y này, 3x này cộng với 3y này, cái này là trừ 3 đúng không, nhân là trừ 3 này, cái này là trừ đi 12 thì thành gì đấy, trừ 15 bằng 0. Đến đây chúng ta có thể rút gọn được tất cả cho 3 cho nó gọn, tức là còn x cộng y trừ đi 5 là bằng gì, bằng 0. Thì đây chính là phương trình của cạnh gì đấy, phương trình của cạnh AH, à đường cao AH, thì xin lỗi, đây là cạnh A, đường cao AH đấy, chúng ta phải hình dung ra thế nhá. Thế là xong đường cao AH rồi. Bây giờ chúng ta nhớ này, lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Thế chúng ta nhớ nhá, đây ví dụ có một cái đường tròn như này, đường tròn như này, và đây là tam giác ABC đi, đây là ABC, đường tròn đây là tâm y nào đó đi. Thế thì ta thấy ngay đường tròn này, tâm y này ngoại tiếp tam giác ABC, hay nói cách khác là ba cái điểm này, điểm A này, điểm B này, điểm C này đều phải thuộc cái đường tròn, đều phải thuộc đường tròn tâm y này. Vậy thì thầy có thể giải như sau. Đây, thầy sẽ gọi phương trình tổng quát của cái đường một cái đường tròn bất kỳ. Sau đó là thầy cho nó đi qua điểm A, đi qua điểm B, đi qua điểm C. Sau đó thầy giải hệ phương trình, thế là ra được cái các cái hệ số của cái phương trình đường tròn đúng không? Đây, ta giả sử đường tròn phải tìm sẽ là dạng như sau này, x bình thì nên viết cái trường hợp thứ hai nhá, x bình cộng với y bình trừ đi 2ax trừ đi 2by rồi cộng với c là bằng gì đấy, bằng 0. Đây giả sử phương trình nó dạng như này, và ta biết ngay là có tâm là mày, tâm là gì nhỉ? Đây thầy viết là có tâm luôn nhá, có tâm y có tọa độ là gì đấy, AB này. Đấy, và bán kính là gì đấy, bán kính chính là R là bằng căn bậc 2 của A bình cộng với B bình, tức là cái tâm này bình phương này, hoành độ tâm bình này cộng với tung độ tâm bình này trừ đi cái hệ số tự do là trừ đi C này. Đấy, thì đây cái này là các bạn, nó là thuộc về công thức rồi, các bạn ghi nhớ cho thầy nhé. Đấy, thì gọi cái dạng này. Thế xong đó ta nói là đây, ta ký hiệu là đường tròn C đi. Thế xong là vì gì vậy? Vì C là ngoại tiếp, ngoại tiếp tam giác ABC đúng không? C là ngoại tiếp, hay nói cách khác là đường tam giác này thì là nội tiếp đường tròn này đúng không? Vậy thì suy ra cái đường tròn C này phải đi qua đâu? Đi qua 3 điểm, điểm A và điểm B, và cũng lại đi qua cả điểm gì? Điểm C. Đấy, đi qua cả 3 điểm này. Và khi đi qua rồi thì chúng ta thay tọa độ 3 điểm này vào cái phương trình này, nó phải thỏa mãn. Đấy, thay vào nó thỏa mãn. Bây giờ thầy tạm thời xóa cái phần câu A đằng này đi nhá, để chúng ta trình bày nốt cái lời giải IC này. Anh để lại cái đề bài, cái phần tọa độ của 3 điểm. Nào, bây giờ chúng ta thấy này, vì đường tròn C thầy đã gọi đây rồi, có tâm đây rồi, bán kính đây rồi là nhớ rồi nhá.
và nó ngoại tiếp, tức là đây ngoại tiếp đây, thì nó đi qua 3 điểm. Đây thầy giải thích nó đi qua 3 điểm rồi. Đi qua 3 điểm thì thầy phải thay tọa độ 3 điểm này vào cái phương trình này, nó phải thỏa mãn. Đúng không? Vậy thì thầy thay luôn nhá, suy ra này. Suy ra luôn này. Thầy thay tọa độ điểm A trước này. Ở đâu có x thay bởi 1, ở đâu có y là thay bởi gì? À 4. Vậy thì đây sẽ là x bình cộng y bình, có nghĩa là gì đấy? 1 bình cộng với 4 bình trừ đi 2ax. Thì đây là x là 1, vậy thì là trừ đi 2a nhân 1 đi. Trừ đi 2b, tức là trừ đi 2by, tức là y nhân với 4 này. Đấy, cộng với c là bằng gì? Bằng 0. Được phương trình thứ nhất nhá. Phương trình thứ hai là chúng ta lại thay điểm B vào. Thay vào đây này. Thì nó sẽ là 3 bình phương cộng với trừ 1 bình phương, đây là 3 thì là thay vào x này. Trừ 1 là thay vào y này, đúng không? Đấy, trừ 1. Trừ đi 2a nhân với 3 là x này. Trừ đi 2b nhân với y, tức là nhân với trừ 1 này. Rồi cộng với gì? Cộng với c là bằng bằng 0. Đấy, thay vào đây. Thay tọa độ điểm B này vào đây. Tiếp tục thay tọa độ điểm C này vào đây. Vậy thì cái này là 6 bình cộng với 2 bình rồi trừ đi 2ax trừ đi 2a nhân với 6 trừ đi 2b nhân với 2 cộng với C là bằng 0. Đấy. Đến đây bây giờ chúng ta sẽ rút gọn để chúng ta tính toán cho nó, chúng ta giải nhá. Ở đây này. Ở đây thầy là 2a âm 2a nhân 1 thì là âm 2a. Trừ 2b nhân 4 là bằng trừ 8b. Rồi cộng với C. Rồi đây, bây giờ thầy mới tính đến con số này. 1 bình, 4 bình, 4 là 16, cộng 1 là bằng 17. 17 thì chuyển sang bên đằng này. À, chuyển sang bên phải này thì bằng gì? Trừ 17. Để chốc nữa thầy giải cho nhanh. Tiếp tục này. Cái này là âm 2a nhân 3 là bằng âm 6a. Cái này nhân ra đây là cộng 2b. Cái này là cộng với gì? Cộng C là bằng này. 3 bình là 9 này, cộng với cái này âm 1 bình là 10 này, 10 chuyển sang bên kia thì là âm 10. Tiếp tục này. Âm 2a nhân 6 này trừ 12a. Cái này nhân vào là thành trừ đi 4b. Cái này là cộng với gì? Cộng C bằng này. 6636 này cộng với 4 là gì? 40, 40 chuyển sang đây thì âm 40. Đấy. Đến đây thì chúng ta giải hệ phương trình ba ẩn, phương trình bậc nhất ba ẩn gồm ẩn A, ẩn B, ẩn C thì chúng ta giải được ABC. Thầy hướng dẫn nhanh nhé các bạn, từ một phương trình thứ nhất này chẳng hạn các bạn rút ra C bằng bao nhiêu. Đấy, từ phương trình một này bạn rút ra xem cái C này bằng bao nhiêu, sau đó là các bạn thay vào hai phương trình này thì theo A và B, vậy thì ra được hai phương trình vừa thay C vào thì sẽ ra phương trình bậc nhất hai ẩn A và B. Thì chúng ta giải quen rồi, phương pháp thế hoặc cộng thì ra được A và B. Sau đó được bao nhiêu chúng ta lại thay thế ngược trở lại ta tìm ra nốt C. Còn không thì chúng ta bấm máy tính cho nhanh. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn nhanh chúng ta bấm máy tính nhá. Đây thầy xem cái máy tính của thầy đâu rồi. Rồi. Bấm bằng cái máy tính ở đây vậy. Nào. Chúng ta thấy này. Đợi thầy một chút nhá. Đây. Chúng ta sẽ hệ là chúng ta ấn vào mốt này 5 rồi là 2 3 gì đấy. Đây máy tính của thầy là cái điện thoại. Đây là -2 -8 1 -17 -2 này. -8 này. Rồi 1 này. Rồi âm 17 đúng không? Âm 17. Phương trình thứ hai là -6 2 1 -10. -6 này. 2 này. 1 này. -10 đúng không? Phương trình thứ ba -12 -4 1 -40. -12 này. -4 này. Rồi đến đến 1 này. Rồi đến -40 này, -40 này, bằng này. Và thầy sẽ tìm ra được A sẽ là bằng
43/14. B thầy sẽ tìm ra được bấm máy tính đấy. B sẽ bằng 27/14. 27/14. Và C thì tìm ra được nó là bằng 32/7. Đấy, 32/7. Các bạn lưu ý ở trong máy tính ý, đó là ba ẩn, nó là x, y, z nhá. Nhưng đây thầy đã tìm được. Vậy thì chúng ta tìm được ABC rồi, chúng ta chỉ việc lắp vào phương trình này là xong thôi, đúng không? Lắp vào phương trình này này, đây này. Đấy. Vậy phương trình đường tròn phải tìm sẽ là gì nhỉ? Vậy phương trình đường tròn phải tìm là ở đây là x bình này cộng với y bình này, đúng không? X bình cộng y bình đấy nhá, x bình cộng y bình này trừ 2ax, đây a đây là trừ 2 lần thằng này thì nó sẽ còn là gì đấy, rút gọn đi 14 là còn trừ đi 43/7 thôi, 7 trừ đi 2bi ở đây, b đây là rút gọn đi 2 đi 14 là còn 7, tức là trừ đi 27/7 y cộng c là cộng 30 gì, 32/7, 32/7 là bằng gì đấy, bằng 0. Đây, đây chính là phương trình đường tròn phải tìm. Và ở đây người ta yêu cầu tìm rõ tâm của bán kính, thì đây chúng ta đây tâm đây rồi, tâm là AB rồi, bán kính đây. Vậy thì đây thầy sẽ viết lệch chúng ta một chút nhé. Tâm này y có tọa độ là mấy, AB. A đây 43/14, 27/14, 43/14, 27/14. Đấy là tâm. Và bán kính, bán kính thầy viết tắt nhé, R bằng gì nhỉ, bằng căn bậc 2 của chúng ta lấy A bình cộng B bình trừ C. Đấy, là mấy nhỉ, 43/14 bình phương, 43/14 bình phương cộng với B bình, tức là cộng với 27/14 tất cả bình phương, rồi là trừ đi C, tức là trừ đi mấy đây, C là mấy đây, 32/7, trừ đi 32/7. Đấy. Đến đây các bạn bấm máy tính cho thầy nhá, rút gọn lại nhá, rút gọn kết quả này xem nó bằng bao nhiêu. Thầy nhắc lại này, bán kính tâm của chúng ta thay đây thôi, tâm là AB đây, A thì biết rồi, B biết rồi. Bán kính R bằng A bình cộng B bình trừ C đây. A bình này là 43/14 bình này, cộng với B bình là 27/14 bình này, trừ đi C 32/7, xong khai căn ra. Đây, công thức rồi. Đấy. Thế các bạn tính rút gọn lại cho thầy nhá. Đấy, và như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta xong cái bài toán liên quan đến phương trình đường tròn và phương trình đường thẳng. Các bạn về tự ôn thêm nhé. Chào các em.